Ok, xin chào tất cả anh em và các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Đấy thì hôm nay em muốn lên cho anh em một cặp bát 25 của Pioneer. Đấy. Con này thì là bát 25 rồi. Bát súp anh em bác nhá. Con này thì anh em vừa có thể làm súp vừa có thể làm bát được. Đấy, em sẽ quay một vòng cho anh em nhìn đã. Quay một vòng cho anh em nhìn. Từ cái gân. Đấy, cái gân này, gân súp này, gân cao su anh em bác nhá. Gân cao su nên là cho tiếng bát cực kỳ uy lực và chắc, quan trọng là chắc. Đấy. Đây. Xương thì là xương kim loại nguyên khối thôi, xương kim loại nguyên khối. Đấy, củ từ chất, củ từ to anh em bác nhá. Con này côn 45. Đấy, đây. Pioneer P8820 à 8825. Đây. Series đi chìm dưới luôn này. Đấy, con này thì 250W anh em bác nhá, 250W. Trở kháng là 8 ohm. Được chưa? Độ nhạy là 91 decibel. Đặc biệt hơn là cái cầu loa của nó là được cầu loa kẹp nên anh em yên tâm. Đấy, cầu loa kẹp. Đấy, kẹp dây rất là tiện lợi anh em bác nhá, cực kỳ dễ thay thế. Thay thế hay là bổ sung hay là anh em về anh em gióng loa, đóng loa con này thì quá tuyệt vời luôn. Quá chất lượng luôn. Đấy, màu xanh, màng thì có màng màu xanh, cực kỳ đẹp. Đấy, mà 8 ohm thì cực kỳ dễ cho anh em phối ghép rồi. Đấy, nhìn bóng này, nhìn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Gân béo, ở đây gọi là gân béo. Nhiều anh em gọi đây là gân súp, nhưng em gọi là hay gọi là gân béo đấy. Đấy. Thì đây, tiện là đo luôn cho anh em các bác cái thông số cơ bản. Đấy. Con này thì đường kính cả vành là kịch vành ạ, kịch vành là 26 anh em bác nhá. Kịch vành là 26, nhưng mà đường kính bắt ốc chỉ là 25 thôi. Đấy, đường kính bắt ốc chỉ là 25 thôi. Nhưng mà đường kính từ vành bên trái sang vành bên phải là 26 này. Đấy, chính là 26 luôn. Đấy, đo luôn cho anh em cái con này khá là nặng nhá. Con này nặng cực kỳ luôn anh em bác ạ. Em cầm hai tay mới cầm được, cầm một tay là cực kỳ khó luôn này. Đây, chiều cao thùng là 14. Gần 14. Đấy, tầm 13 rưỡi. Ôi, nặng quá trời luôn. Coi nặng lắm ấy ạ. Quá chất luôn. Đây anh em nhìn cái nhện của nó này. Nhìn nhện của nó này. Vàng óng luôn này, dày cộp luôn này. Côn 45 mà. Quá khủng luôn. Đấy, nâm châm củ từ đơn. Nâm châm đơn anh em bác nhá. Coi nặng. Đấy, đo luôn cho anh em củ từ. Đây, củ từ là 15 rưỡi. Đấy, củ từ 15 rưỡi. Và giá con này thì em xin công khai luôn. Giá là 2.450.000 cho một cặp anh em bác nhá. 2.450.000 một cặp. Đấy, vừa xong là bản test, em mới test ngay đầu tiên video cho anh em các bác thưởng thức đấy. Đấy, cực kỳ chất lượng. Đấy, tiện test luôn cho anh em thêm đoạn nữa. 2.450.000 đồng cho một cặp. Đấy, chưa bao gồm phí vận chuyển anh em bác nhá. Anh em mà các bác thì nghe chưa có thùng mà nó đã như thế này rồi. Vậy là khi mà vào thùng thì nó còn chất lượng hơn nữa. Đấy, chưa có thùng mà đập quá chắc rồi, quá uy lực rồi. Đấy là vào thùng bát nó lẩy ra, nó dội ra còn chắc hơn nữa nhá. Đấy, thôi con này thì quá là chất lượng rồi. Anh em mà quan tâm cái mẫu bát 25 của Pioneer này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại ở ngay dưới màn hình đây. Cảm ơn anh và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả nhiều các bác trong video tiếp theo. Anh em thấy hay cho em xin một like và một đăng ký kênh phía bên trái màn hình nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại.